Thật ra là khi mà viết kịch bản thì mình cũng nghĩ đến cuối cùng là nhân vật Tư Nhị với là Ba Trà sẽ phải có những cái thông điệp gì. Và thật sự là Bác Đảng là một người rất là mạnh. Như mọi người thấy xem phim rất là bạo luôn đó nha. Bác Đảng không có nhìn ở ngoài thì rất là thân thiện, rất là dễ thương, nhưng mà bác ấy là một người có các cá tính rất là mạnh. Và lúc mà ngồi viết kịch bản thì Bác Đảng có một cái idea, đó là Ba Trà sẽ giết Tư Nhị ở trong hồ bơi và giật điện. Wow, rất là ghê. Đó là một trong những cái ý tưởng ban đầu và khi mà Hằng ngồi làm với là biên kịch, nhưng mà mình nghĩ nó quá là bi đát. Và mình muốn cái kết nó sẽ, đôi khi cái chết nó không phải là chấm dứt, nó không phải là mạnh nhất đâu, mà khi mà mình sống mà mình không được sống theo đúng như cái mong muốn của mình thì nó sẽ còn là một bi kịch hơn. Và cuối cùng là Tư Nhị vẫn không được sống cuộc đời như mình mong muốn, và Ba Trà cũng vậy, ai cũng sẽ có những cái bi kịch của bản thân mình và vẫn phải sống tiếp cuộc đời này. Khi mình không được chấm dứt cuộc đời này thì đó là một trong những cái bi kịch. Chứ giật điện thì xong thì nó cũng xong rồi, nhưng mà nó quá mạnh khúc đó. Nhưng mà xong rồi nó cũng không có chuyện gì diễn ra tiếp theo. Và cái kết này là một cái kết mà cho mọi người tự hiểu rằng là cuộc đời của Ba Trà sẽ như thế nào, cuộc đời của Tư Nhị sẽ như thế nào. Mọi người sẽ tự tiếp tục viết nên những cái cuộc đời tiếp theo.